Hello cả nhà, xin chào tất cả các bác nhé. Thì đây là cái cây bơ Tết của em, giống bơ rất là thơm ngon, dẻo và thu hoạch vào dịp Tết dương lịch. Đấy. Giá trị trên thị trường rất là cao. Thì sáng nay cái cây này của em đã sổ nhụy được khoảng 50% rồi này. Đấy, em sẽ quay cho các bác xem về cái tỷ lệ đậu trái của nó. Đấy. Thì bình thường mọi lần em quay cái bơ bói đúng không? Nhưng cây này là cái cây bơ đã kinh doanh. Đấy, kinh doanh năm trước và năm ngoái. Đấy, năm nay là sẽ vào trái năm thứ ba đấy. Thì cây này đúng ra thì nó to hơn rất là nhiều các bác nhé. Tuy nhiên thì do là em phải ghép, hiện lấy chồi để ghép cây cho các bác ấy. Đấy, ghép giống cho các bác ấy. Nên nó tương đối trụi. Đấy. Thì đây là tỷ lệ đậu trái của nó đây. Em có giới thiệu các bác là cái giống bơ Tết này này. Là nó đậu trái rất là nhiều và sau này chúng ta phải tỉa đi rất là nhiều để các bác nhìn có thể thấy một cái cành đây. À, chúng ta có thể lấy này, chúng ta thấy được cái tỷ lệ đậu này. Đó, các bác thấy nó độ đậu thế này thì tỷ lệ quá nhiều rồi đúng không? Này, đó, đây, chùm bên này thì 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 trái chùm bên này, riêng này. Các bác nhìn thưa này thôi nhưng mà những cái quả đen đen này nó đậu hết rồi này. Đó này 14, còn bên này thì nhiều lắm các bác, cái cành bên này thì nhiều lắm. Em đếm sơ sơ cho nè, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, một cái cành chỗ này là 26 trái các bác nhé. Lại cả những cái quả chấm đen đen bên này này, đó là nó đậu hết rồi, chưa kể những cái bông đang còn lại, để các bác có thể thấy được cái tỷ lệ đậu trái của giống bơ Tết vô cùng tuyệt vời đúng không? Này. Đây, các bạn thấy cái cành này nó đậu chắc phải, ui rồi, nếu mà cái nhánh trên này nó đậu thì chắc nó phải cả 5-70 trái chứ không phải là này. Đó các bạn thấy không? Đây em sẽ viết cái cành xuống cho các bạn xem. Đây cái tỷ lệ đậu trái này. Đây. Đây các bạn thấy không? Cành này thì chắc là phải khoảng 30 trái rồi. Cành nào cũng thế các bạn. Đây này. Đấy các bác thấy không? Quay ngược sáng thì các bác nhìn không rõ lắm. Đấy các bác thấy không? Nên cái giống bơ Tết này thì vô cùng là dễ đậu các bạn. Chứ nó không khó đậu như cái giống bơ khác. Đấy. Những cái chùm mà ví dụ như nó nhỏ quá các thứ thì sau này chúng ta chỉ để được một trái thôi. Còn những cái cành nào mà to thì chúng ta để được khoảng 2-3 trái đúng không? Đấy. Thì những cái cành này sau này thì nếu mà chỉ chúng ta chỉ để được một trái thôi. Tại trái nó rất to các bạn. Trái nó ký, hơn ký. Đấy. Trung bình thì nằm ký đến ký 2. Còn trái lớn thì khoảng ký 4 đến ký rưỡi một quả. Đấy. Mẫu mã thì xanh đẹp. Đấy. Mà lại cơm lại vàng các bạn. Vô cùng ngon nha. Đấy. Nên đây là cái giống bơ rất là quý. Đấy, rất là quý mà trên thị trường chưa có cái giống bơ này. Đấy. Còn em gọi nó là bơ Tết vì nhiều bác hỏi nó là tên bơ gì thì em cứ gọi là bơ Tết. Đấy. Bơ Tết em gọi là bơ Tết thì sát siêu muộn cũng là nó nhé. Đấy. Sát muộn khác và sát siêu muộn khác các anh em nhé. Đây. 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 Sổ nhị đây. Đấy. Thì khi lúc này nó sổ nhị thì nó sẽ thu vào cuối tháng 12 và Tết dương lịch các bác. Đấy. Thường thường nó sẽ thu vào từ khoảng ngày 20 tháng 12 trở ra. Đấy. Năm ngoái thì em thu nửa đầu là vào ngày 19, nửa hai là vào ngày 27 và nửa ba thì vào ngày mùng 5 tháng 1. Mùng 5 hay mùng 7 gì đó tháng 1. Đấy. Có nghĩa là sang năm sau rồi. Và khi mà cái cây này này là thu hoạch này thì cái trái là mình thu hoạch cái nửa trước ấy, thì là cái cây nó đã bắt đầu nó làm bông của cho vụ sau rồi. Đấy. Nên là nó đeo trái rất tuyệt vời. Đeo trái rất tuyệt vời. Nếu mà giống này mà chúng ta trồng làm cảnh này, hoặc là trồng ở khu du lịch này, hoặc trồng ở cái khuôn viên của gia đình này, thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cái trái của nó là từ đợt tháng 3 này này. Đấy. Đến tận cuối năm luôn. Có nghĩa là chiêm ngưỡng từ 9 đến 10 tháng. Đấy. Trái của nó các bạn. Và trái rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đấy. Nên là chỗ cái này mà, cái giống bơ này mà các bác nào mà làm khu du lịch ấy. Đấy, khu du lịch. Đấy. Hoặc là cái khu, những cái khu vực để nghỉ dưỡng ấy,
thật sự mà các bác là tuyệt vời. Đấy. Còn lại nếu mà chúng ta mà phát triển giống bơ mới thì em trao đổi luôn là ví dụ như bây giờ chúng ta mà đi trồng lại 034, trồng lại bơ Cuba đúng không? Trồng lại bơ các cái giống bơ ngày xưa mà thu hoạch cùng mùa thì thật sự mà các bác giá không thể cao được. Đấy. Chỉ có bơ bút để thu lệch mùa thôi, mà bơ bút thì lại khó làm. Đấy. Bơ bút mà đi ra bông ấy, mà đi đọt như thế này thì chắc là cũng chỉ có cận thôi chứ còn không có trái như thế này được đâu các bạn. Đấy. Đấy, bơ bút mà ra bông mà đi đọt thế này thì chắc là chỉ còn cận thôi chứ không bao giờ có trái thế này được. Đấy. Nên là chúng ta làm cái giống bơ gì, thứ nhất là nó phải ngon, chất lượng. Cái thứ hai nữa là theo nghĩ là lúc này rất là quan trọng, đấy là cái giá trị đem lại, là cái giá bán trên thị trường. Thì chúng ta phải thu lệch vụ thì giá bán mới cao. Đấy. Lệch đi, một mình nó một mùa thì không ai có cạnh tranh được đúng không? Đấy. Ngoài cái chất lượng ra chúng ta phải thu lệch mùa. Đấy. Một cái yếu tố quan trọng nữa, đấy là chúng ta làm cái giống bơ nó phải dễ. Đấy. Chứ đừng có chọn cái giống bơ quá khó các bạn. Giống như bơ bút là cái giống bơ rất khó làm. Đấy. Bơ bút rất khó làm này. Bơ nằm nóng rất khó làm. Đấy, những cái giống bơ này nó không dễ đậu trái đâu. Bơ Cuba cũng khó làm các bạn. Đấy. Nên là chúng ta lựa chọn những giống bơ mà chất lượng thơm ngon. Đấy. Mẫu mã đẹp. Đấy. Rồi thu lệch vụ. Đấy. Rồi dễ làm. Đấy. Thì chúng ta lựa chọn cái giống bơ đó. Đấy. Chứ chúng ta đừng có lựa chọn những giống bơ, thứ nhất là nó có quá nhiều người phát triển rồi. Cái thứ hai nó thu vào chính vụ. Dù nó có năm đấy có được mùa chăng nữa nhưng mà giá chắc chắn là sẽ không cao. Thường thì chúng ta thấy được là được mùa thì mất giá đúng không? Đấy, chắc chắn sẽ không cao. Một cái nữa là nếu mà chất lượng mà vào cái thời điểm tháng 8, tháng 9 ấy, mà thu hoạch thì nó mưa rất nhiều. Khi đó chất lượng ăn sẽ không ngon. Đấy. Một cái lợi thế mà ít người để ý đến cái giống bơ này á, cho đổi các bác này, là khi thu hoạch xong nó để thời gian rất lâu nó mới chín. Nên là nó rất phù hợp cho chúng ta mà vận chuyển đi xa hoặc gửi hàng đi. Đấy. Tại vì các bác biết là tháng 11, tháng 12 là thông thường ngoài các tỉnh Đông Nam Bộ ra thì ở những cái vùng như kiểu là Tây Nguyên, Đắk Lắk, miền Trung đến ra các tỉnh phía Bắc là khí hậu sẽ lạnh. Đấy. Tháng 11, tháng 12 khí hậu rất là lạnh. Đấy. Thì khi mà chúng ta hái trái bơ mà chúng ta để nó rất là lâu chín, phải 10 ngày trở lên nó mới chín. Như thế nó rất phù hợp cho chúng ta vận chuyển. Đấy. Chứ còn hái trái bơ xong khoảng 3-4 ngày nó chín mất rồi, chúng ta chưa kịp vận chuyển đã chín rồi đúng không? Thì chúng ta không thể gửi đi xa được. Cái thứ hai nữa là rất nhanh hỏng. Nhưng đây là khoảng hơn 10 ngày nó mới chín, vỏ dày. Sau khi chín các bác để 4 đến 5 ngày sau vẫn bình thường, không ảnh hưởng gì. Vậy là quá tuyệt vời đúng không? Đấy. Rồi em cũng làm một cái video ngắn để giới thiệu về các bác về cái giống bơ Tết. Đấy, giống bơ Tết mà em gọi là giống bơ sắp chua muộn ấy. Về tỷ lệ đậu trái của nó. Đấy. Những cái này nó đang sổ nhị hết đây. Thì một tuần nữa nó sổ nhị xong hết, em lại tiếp tục em quay cái giống bơ này cho các bác xem. Đấy. Thì nó đậu rất là xài các bạn. Này, các bạn nhìn này. Đó, này. Rất là nhiều trái. Nên là làm giống bơ nào thì không biết, nhưng riêng giống bơ này thì chúng ta tự tin rằng là nó sẽ không bao giờ thiếu trái. Đấy, nó có một cái hay như thế. Nên là các bác yên tâm khi mà phát triển cái giống bơ này. Mà theo em nghĩ là các bác nên phát triển giống bơ này thì nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Các bác nhìn trái này, cái này nó sổ nhị trước này. Các bác nhìn có giống cái chùm nho không? Đấy. Cây nào cũng thế chứ không phải là cây này đâu các bác này. Đây này, trái thế này thì phải vặt đi sao mà để cành bé tí mà đậu cỡ này mà. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Trái to cả ký mà cái kiểu này thì sao mà để được đúng không? Đây. Đây. Đậu. Các bác nhìn giống chùm nho này. Chùm này là chùm nhãn chứ chùm bơ gì đâu. Đấy, đó. Đây, xài kỳ khủng. Rồi thế nhá, bác nào cần cái giống bơ Tết, giống bơ sắp siêu muộn này này, muốn trồng ấy thì các bác alo cho em. Em nói luôn em chưa có bán chồi. Em chỉ bán cái giống thôi. Chồi nhiều bác hỏi nhưng mà không có để bán đâu nhá. Thứ nhất là cây nó đang nhỏ, cái thứ hai nữa là mùa này không cắt được chồi. Nên là các bác thông cảm. Đấy, các bác nào cần cây giống thì em có ghép cây giống, em chuẩn bị cây giống cho các bác rồi. Đấy, đúng giống các bác nhé. Bác nào cần thì alo cho em, nếu mà em có em sẽ gửi luôn, còn không có các bác đợi để cho em tiến hành em ghép. Đấy, em ghép khi mà cây nó cứng cáp các thứ các bác trồng được em sẽ gửi cho các bác. Rồi chào các bác nhé. Xài như chùm nhỏ nữa.
Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho La Thái, xoài bưởi diễn cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.